Thành phố Melbourne, đồi núi biển sông là cố đô xưa thời huy hoàng. Thưa quý vị, Melbourne là thành phố của văn hóa. Melbourne cũng là thành phố của thể thao, Sport City. Trước đây, vào đầu thập niên 1980, cả toàn bộ khu vực này chỉ có một cái MCG, tức là cái nơi chơi cricket. Bên hiếu bên kia chứa khoảng trên 100.000 người và là nơi tổ chức Thế vận hội Melbourne năm 1958. Nhưng mà trong 30 năm qua, khu vực này là nơi ngoài cái MCG thì có là cái nơi tổ chức Mumba, rất là vui, toàn là những cái bãi cỏ không. Nhưng mà từ cuối thập niên 1980 rồi đến thập niên 1990 thì cả khu vực này trở thành là một khu vực thể thao. Quý vị có thể thấy trung tâm này nó gọi là National Tennis Center, trung tâm quần vợt quốc gia, có rất nhiều cái sân chơi tennis, chẳng hạn như là Hitchens Arena, Rod Laver, rồi bây giờ bên kia có thêm cái AAMI Park, rồi bên kia là Olympic Park. Cả khu vực này toàn là khu vực để chơi thể thao, đặc biệt là tennis. Và những cái trung tâm chơi tennis này còn có thể là nơi để trình diễn nhạc rock, có thể có khoảng 20-30 ngàn khán thính giả xem. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị rời khu vực thể thao, khu vực chơi quần vợt, nơi chơi cái giải gọi là Australia Open. Chúng ta đi lên qua bờ sông Yarra và chúng ta sẽ đến cái khu vực nơi có những cái đồi cỏ và thăm viếng Melbourne Botanic Government House. Mời quý vị đi với chúng tôi. Thưa quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online, chúng tôi mời quý vị đi thăm viếng Government House of Victoria, tức là dinh toàn quyền của tiểu bang Victoria. Chúng ta thăm viếng nhưng mà chúng ta hôm nay chỉ đứng ở ngoài cổng mà thôi. Thưa quý vị, cái building này, cái dinh này được xây năm 1876, thời ở tại Victoria, cái thời mà tìm vàng ở Victoria này. Và ở trên một cái miếng đất rộng đến 11 hecta, tòa nhà này có đến 240 căn phòng. Nó lớn như vậy đó, 240 căn phòng. Và cái phòng chính của họ đó, cái phòng chính đó, nó rộng đến 3.000 square meter, 3.000 mét vuông, nó lớn dễ sợ như vậy. Thì cái nơi đây là nơi ở của ông toàn quyền của tiểu bang Victoria. Tôi cũng có dịp cách đây chừng khoảng 20 mấy năm, báo TV Tuần Sơn có được ông toàn quyền mời vào dự cái bữa tiệc trong này và với các báo sắc tộc khác, thì được dự bữa tiệc với cái cách thức của một người đại diện của nữ hoàng, thành thử ra nó cũng trang trọng lắm. Cái tháp của cái tòa nhà này nó cao là 44 mét, và trên cái tháp đó đó có cái cột cờ nó cao 13 mét. Đây là tượng trưng cho cái của tiểu bang này. Ở mỗi tiểu bang có một toàn quyền và có 6 tiểu bang, 6 vị toàn quyền, và ở liên bang thì có một toàn quyền liên bang. Những người này do thủ tướng hoặc là do thủ hiến của tiểu bang chỉ định với sự chấp thuận của nữ hoàng, và họ là cái người trực tiếp với nữ hoàng, không có lệ thuộc với thủ hiến hoặc là thủ tướng. Và chính họ, những vị toàn quyền này có thể cách chức thủ hiến hoặc thủ tướng. Mỗi năm vào ngày quốc khánh, toàn quyền tiểu bang Victoria thường mở cửa để đón công chúng vào xem. Dĩ nhiên chỉ có thể xem một số căn phòng mà thôi, chứ không thể để coi tất cả 240 căn phòng của cái dinh này. Và vào thứ năm, theo tôi thấy ở trên internet họ nói là cứ mỗi thứ năm mỗi tháng lúc 10 giờ sáng thì công chúng có thể được vào xem cái vườn tược của dinh toàn quyền này. Ở đây tôi cũng xin nói là hiện tại ở tiểu bang Nam Úc,
South Australia có một vị toàn quyền người Việt, đó là ông Lê Văn Hiếu. Ông là người Việt đầu tiên và người Á Châu đầu tiên được làm đại diện cho nữ hoàng ở một cái tiểu bang mình gọi là Phó Vương, gọi một cách nôm na là Phó Vương, nghe cho nó oai là Phó Vương. Thì ông Lê Văn Hiếu là một trong 6 vị toàn quyền tiểu bang tại nước Úc này. Xung quanh cái dinh toàn quyền này, ở bên hướng này có vườn gọi là Royal Botanic Garden. Cái vườn này nó rộng đến 38 hectare và có gồm trên 10.000 cây thực vật ở trên này. Thì và ở bên phía tay phải, hướng của tôi đấy, bên tay phải của dinh toàn quyền có Sydney Meyer Business Bowl, nơi mà chơi nhạc ở ngoài trời vào mỗi cái dịp Giáng sinh mà chúng tôi đã có lần giới thiệu với quý vị. Thưa quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online, chúng tôi đang đứng trước đài tự sĩ, tiếng Anh có tên là Shrine of Remembrance. Đây là một trong những nơi linh thiêng nhất của người Úc, nơi để tưởng nhớ những binh sĩ Úc đã hy sinh vì nước Úc. Ban đầu, cái đài tự sĩ này được xây xong vào năm 1934. Thì ban đầu là mục đích là để tưởng nhớ, kính nhớ những tiến sĩ Úc đã hy sinh trong đệ nhất thế chiến. Tuy nhiên sau này, đài tự sĩ này để kính nhớ tất cả mọi binh sĩ Úc đã hy sinh trong các cuộc chiến sau đệ nhị thế chiến, rồi chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và tất cả những nơi nào người Úc tham chiến. Thì mỗi năm đến ngày Anzac Day, nơi đây là cái nơi diễn hành và các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa cũng có cơ hội đi diễn binh trong cái đoàn diễn binh đó. Nhưng mà trước đó, trước cái buổi sáng diễn binh thì có một buổi lễ hừng đông vào buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Thì người Úc hàng ngàn người đứng xung quanh cây ngọn lửa thiêng này để làm lễ, gọi là lễ hừng đông. Ngọn lửa này được khánh thành, được hoàn tất vào năm 1954 và được khánh thành bởi nữ hoàng đệ nhị Elizabeth đệ nhị. Thưa quý vị, đài tự sĩ này được xây theo lối cổ điển bởi hai kiến trúc sư Philip Hudson và James Wardrop. Mỗi ngày, đài tự sĩ được mở cửa cho công chúng vào xem từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và mỗi ngày có guide tour họ hướng dẫn đi xem từ 11 giờ cho đến 2 giờ chiều. Và cái lễ tưởng nhớ gọi là Service of Remembrance, cứ mỗi nửa tiếng thì họ có buổi lễ Service of Remembrance từ 10:30. Và ở trong đó, trong cái điện thờ Sanctuary có khắc cái chữ Love. Và cứ mỗi 30 phút khi làm lễ vậy thì có cái ánh sáng bằng ngọn đèn nó chiếu xuống ở cái chữ Love. Tuy nhiên cái tòa nhà này được kiến trúc một cách rất độc đáo để mỗi năm vào đúng 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 thì ánh sáng tự nhiên của mặt trời chiếu xuyên qua và dội xuống cái chữ Love thay vì ánh đèn điện. Cái ngày đó là sao? Ngày 11 đó, 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 để nhớ lại cái ngày hưu chiến của đệ nhất thế chiến. Thưa quý vị, đài tự sĩ Melbourne là một nơi linh thiêng nhất của người Úc, được người Úc kính trọng nhất. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị đến để chiêm ngưỡng cái đài tự sĩ này, cũng như đối với người Việt Nam chúng tôi đến đây cũng để nhớ những binh sĩ Úc, trên 500 binh sĩ Úc đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ
miền Nam. Xin chào quý vị, hẹn quý vị trong một dịp khác. Đẹp quá Melbourne, thành phố tình thân. Từ bốn phương xa một mái nhà. Sống hài hòa là đa văn đó. Đem yêu thương điểm đẹp Melbourne, thành phố cho ta đời sống bình an. Sống hài hòa là đa văn đó, đem yêu thương điểm đẹp Melbourne, thành phố cho ta.